Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng dụng cụ bấm tạo kiểu mép giấy Fiskars sao cho hiệu quả và chính xác theo đúng ý của mình. Để cho các cái họa tiết trên đường diềm này nó liên tục và đều nhau thì mẹo thứ nhất mà các bạn lưu ý là mình sẽ căng từ giữa tâm giấy. Ở đây tôi sẽ căng ngay từ giữa. Đây, mình sẽ có được một cái điểm giữa của tờ giấy ở đây. Rồi mình căng nó vào. Các bạn có nhìn thấy ở đây nó có một cái dấu. Mình để cho cái dấu của giữa mép giấy và cái này trùng vào nhau là được. Các bạn đưa vào. Tùy theo, nếu các bạn cảm thấy thoải mái thì mình đưa sát giấy vào cho đến khi nó bị chặn ở đây. Còn nếu mình muốn cái đường cắt giấy nó tiết kiệm giấy nhiều nhất có thể thì mình canh nó tới cái điểm ở đây thôi. Ở đây nó có hai cái này là cái mép để nó chặn cái giấy lại và đây là cái mép mà nó cho biết là cái họa tiết sẽ được cắt tới vị trí này. Thì ở đây tôi sẽ canh. Đầu tiên mình canh cái giữa mép giấy vào bên trong cái khớp ở đây. Và tôi sẽ canh tới đây thôi. Mình không có canh sát. Sau khi các bạn canh, cả hai bên trở nên đều nhau. Đây, cả hai bên đều nhau. Mình bấm xuống. Đây là lần bấm đầu tiên. Tiếp theo, các bạn canh cái hoa thứ hai ở vị trí này. Các bạn nhớ nha, ở ngay vị trí này. Mình đừng canh hoa này. Mình canh hoa thứ hai là hoa này. Vào vị trí này của cái độ bấm. Rồi, các bạn nhìn ha. Và khi tôi canh thì khi mình canh á, các bạn sẽ để ý nè là mình phải canh khớp nó lên cái họa tiết ở đây. Này, các bạn. Mình canh khớp. Đồng thời phía bên này các bạn cũng, vì lúc nãy mình canh theo cái đường ở đây cho nên lần này mình cũng phải canh cái mép giấy nó vào đúng cái hình màu xám ở đây. Hai bên các bạn canh cho đều nhé. Rồi mình bấm. Đó, như vậy thì cái hình nó sẽ được liên tục. Mình cũng tương tự như vậy. Lần này các bạn canh hoa này, mình bỏ qua hoa này nhé. Canh vào vị trí này, hoa này. Để tôi nhắc lại, hoa này vào vị trí này. Đó. Mình cứ tiếp tục như vậy. Lần này tôi sẽ canh cái hoa này vào vị trí này. Bây giờ tiếp tục tương tự như bên này. Thì ở bên này mình cũng sẽ canh cái hoa thứ hai ở vị trí ở đây. Đây, vị trí ở đây vào đúng cái hình mà người ta đã in sẵn lên trên cái dụng cụ bấm. Này các bạn nhớ nha. Hình này chứ không phải hình này vào đây. Tiếp tục. Nhớ nha, cứ mỗi lần các bạn điều chỉnh, mình cứ bỏ qua cái hình đầu tiên, mình canh ở cái hình
thứ hai. Tôi bỏ qua hình đầu tiên, tôi sẽ canh ở hình thứ hai. Tôi đã hoàn thiện xong phần cắt, trang trí, ghép giấy. Cảm ơn các bạn.